anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Đi con cũng quan sát sư, con thấy sư không có mang bát mà lại mang một cái thùng. Dạ sư có thể chia sẻ giúp cho con được biết cái thùng này là như thế nào. Cái này là cái hộp sứ hình con nhặt được ở giữa chỗ nghĩa địa để con đi đựng cái nước với lại đựng cái thức ăn người ta có thể lấy được. Cái này thì nó nhiều. Dạ. Họ mà lấy cái này thì con có cái khác, con này nhặt được cái khác hoặc là con xin cái khác thì họ rất là sẵn. Dạ. Nhưng mà cái bình bát hay là cái gì thì con không cần biết, nhưng mà chủ yếu là ở cái tâm mình thôi. Dạ. Thưa sư, hành con đi đó điểm với mục đích là đi bộ để rèn luyện sức khỏe thôi. Đi giống như mà người ở đời người ta đi bộ marathon đó. Dạ. Người ta có cái để có cái sức khỏe, có cái nghị lực để vừa học tập cho mình đó. Chứ không có mục đích gì khác để sống. Cái hành không có chỗ ở nữa, không có nơi trú nữa, lang thang nay đây mai đó. Dạ thưa sư, thì con nhìn thấy trên người sư đang mặc là pháp phục được đắp y. Dạ thưa sư, có phải pháp phục được đắp y là những mảnh vải mà những người dân hàng ngày họ không sử dụng nữa, họ vứt ra đường rồi sư nhặt về, sư tự khâu vá lại rồi trở thành một bộ pháp phục được đắp y phải không? Dạ, cái áo cà sa bằng vải phục này thì nó không có cái gì quý giá cả. Giờ ra ngoài đường ai muốn lấy thì cho họ lấy cũng được. Tại vì lấy hết cái này thì con lại nhặt cái khác. Con lại may cái khác thì rất là nhiều, nên là con cũng không phải lo, mà nó cũng không có quý giá gì cả. Còn vải hôi cái này, vải bẩn không có ai thèm lấy nữa. Ma chê quỷ hờ đến rồi con bán. Nên là con là mặc như thế thì con thấy an toàn hơn. Chứ mà cái đồ vàng nhiều khi người ta tưởng là đắt tiền người ta cướp nữa, nên là cái đồ này thì cho họ cướp thời vãi, con cũng không lo. Dạ thưa sư, thì nãy giờ trò chuyện với sư cũng đã lâu, thì coi như con cũng có duyên với sư. Dạ sư có thể cho con biết được pháp danh của sư được không ạ? Dạ con có cái pháp danh là Thích Minh Tuệ. Dạ thưa sư, thì sư có thể chia sẻ thêm cho con được biết thông tin là trước đây sư xuất gia ở chùa nào hay là ở tỉnh xá nào được không hay sư hen? Trước thì con nói chung ở chùa thì con ở cả chùa với tỉnh xá, nhưng mà thôi con đi như thế này rồi con không muốn nói chùa nữa. Vì khi con đi như thế này rồi nói rồi làm ảnh hưởng tới họ. Dạ thưa sư, thì những gì sư đã chia sẻ thông tin cho con thì con cũng được biết là sư đang đi du tăng. Vậy trên đường đi du tăng lần này sư cũng có duyên với con và con cũng có duyên với sư, thì sư có thể chia sẻ cho con một bài thuyết pháp nào thật là hay để con chia sẻ lại cho quý bà con cô bác mà đang xem những bài thuyết pháp. Học tập thôi, học đạo đức, đi học cái đạo đức với rèn luyện sức khỏe, đi bộ thôi chứ con không có mục đích gì cả. Con đi như thế này con cũng không vì mục đích là thuyết pháp giảng đạo gì cả, con chỉ có mong rằng để học tập được cái đạo đức với cái sức khỏe thôi. Cho mình để sống có cái thời gian mình sống như thế này, mình học tập được cái lời dạy của Đức Thế Tôn dạy thôi. Làm tuy là học không hết nhưng mà được một phần nào đó nhỏ nhỏ là cũng được rồi. Con cái đấy từ khi mặt trời mọc lên vào buổi sớm, phần duyên chỗ nào thì có chỗ nào họ bố thí thì con đủ thức ăn, khi nào thì con ăn khi đó. Nhưng mà chỉ có trước 12 giờ thôi, sau 12 giờ là con không ăn nữa. Thưa sư, thì trên cuộc hành trình của sư thì chỉ tất cả các thức ăn chỉ gói gọn trong mỗi cái thùng này, dù ăn hay uống cũng trong mỗi cái thùng này phải không sư? Con có cái nguyện là ăn trong cái bình với uống trong cái bình đó. Dạ sư ơi, từ ngày sư đi du tăng thì sư có nhớ là mình đã đi mất bao nhiêu ngày rồi không hay sư hen? Con đi không biết bao nhiêu ngày, nhưng mà đợt đấy con đi là cỡ mùng 7, mùng 8 chứ á. Bữa nay không biết ngày bao nhiêu. Dạ sư, thì lúc nãy con cũng quan sát là thấy sư có một cái nhíp á sư. Vậy thì cái nhíp á sư để làm gì vậy hả sư? Sư có thể chia sẻ giúp con hen. Cái này có nhiều tác dụng. Con có thể là nhổ gai hay là nhổ râu hay là làm móc tai chẳng hạn. Nhổ lông mũi, nhiều thứ lắm. Có thể là thuần tiện nhổ gai hay là nhổ râu hay là làm móc
móc tay chẳng hạn, lông mũi, nhiều thứ lắm. Dạ, có thể là thuận tiện ở trên đường cho mình sử dụng, đi mà gặp giẫm cái gai mình có thể gấp ra được. Dạ, nó cũng không có cái gì cả. Dạ, thưa sư, sư cũng đã chia sẻ cho con rất là nhiều thông tin trên đường đi du tăng của sư, và con cũng đã chia sẻ lại cho quý vị khán giả của con được biết trên kênh, rất là thắc mắc và cảm thấy một cái gì đó, cảm thấy mình có lỗi, bởi vì sư lại có cách xưng hô với con là con, xưng con với Tình đây. Lẽ ra cái người xưng con phải là con xưng với sư Minh Tuệ đây. Vậy thì sư có thể giải thích cho con tại sao sư lại có cách xưng hô như vậy ạ? Dạ, con xưng con là nhỏ bé, một người, con không phải là sư, không phải là thầy gì cả. Con là một người bình thường, người công dân Việt Nam đi học theo lời dạy Đức Thế Tôn thôi. Với lại con cũng cầu mong rằng con mong cho kêu như anh là con cũng mong cho anh sau này thành Phật. Rồi để được con kêu là con, để con đi theo con học. Tại vì sống ở trong này, bây giờ con tu hành, có khả năng là anh chưa tu hành, nhưng mà mai mốt anh lại tu hành thành Phật sớm hơn cũng nên. Nên là cái đó chuyện kêu đấy là nó không có ảnh hưởng gì cả, nó không có việc gì. Nhưng mà cái đấy là cũng một lời mong muốn anh có thể là đạt được cái sự xứng đáng để cái không được thành Phật hay là thành một vị sư, vị thầy giỏi hơn con, để xứng đáng con được đi theo để con học A Di Đà Phật. Mỗi người có mỗi cái căn duyên, mỗi người mỗi cái ước nguyện, không phải ai cũng giống ai cả. Tại vì có người thì người ta hướng tới xây chùa hay là thành lập tu xứ để người ta giảng, người ta hỗ trợ cho Phật tử nhiều hơn. Có nhiều người thì người ta lại hướng đến con đường rừng núi, hay là sống lang thang, độc cư một mình. Cũng không phải ai giống ai cả trên cái thế giới này, cái xã hội này, thì tùy theo căn duyên thôi. Vị nào muốn học hành như thế nào thì học, hay là muốn thực hiện gì thì đều theo ý nguyện của họ cả. Chứ mình không có phải là bắt phải họ như thế này thế kia gì cả. Dạ thưa sư, thì ngày hôm nay con gặp được sư trong cái chuyến hành trình đi du tăng từ Nha Trang đến đất mũi Cà Mau, và khi cái chuyến hành trình của sư kết thúc thì sư có mong muốn là mình có được một cái cốc hoặc là có một cái tỉnh thất để cho cái việc tu tập được tốt hơn không anh sư? Để làm một vị trì tu chủ trì với lời xây chùa to Phật lớn đó, tùy theo duyên của họ, cái phước của họ họ mới có. Như con là nghiệp nặng, phước ít, nên là con phải đi như thế này để con còn học tập đạo đức đã. Khi nào mà đủ phước đức á, thì con như thế nào thì không biết, nhưng mà những cái vị như thế thì họ là ở một chỗ thì họ đầy đủ phước đức thì họ mới có như thế đó. Không phải là ai cũng như thế được cả. Cái phước hạnh đức của họ, cái phước của họ, có khả năng là họ tu nhiều đời, nhiều tiền kiếp ấy, rồi giờ họ có cái đó, hay là có khả năng là đời này họ tu nhiều rồi, cái đấy mình không biết được quá khứ và vị lai của họ. Tại vì sống như thế nào mình không biết, không cần biết đâu là đúng đâu là sai cả. Mình làm sao mà mình sống đừng có hổ thẹn với lương tâm, với lại đừng có hại ai cả, sống hiền thiện với cái đủ. Nếu mà con không đi như thế thì con không bao giờ gặp anh với mọi người ở đây. Tại vì trên đất nước Việt Nam này, không phải đất nước Việt Nam, các nước khác nữa, đều là con người cả, đều là có tình thương, đều là con người. Nếu mà mình có đủ duyên phước hay không thôi, nếu mà đủ duyên phước thì mình đều sống với họ. Dạ thưa sư, trên cái chuyến hành trình du tăng từ Nha Trang đến đất mũi Cà Mau, vậy thì trên đường đi sư đã nhận được những ý kiến cũng như là những cái phản hồi của quý bà con cô bác dành cho sư như thế nào? Sư có thể chia sẻ giúp cho con cái thông tin đó. Rồi, nhiều người thì họ khen có, họ chê có, họ chửi có, họ nói có, nói chung là đủ. Khen có, họ chê có, họ chửi có, họ nói có, nói chung là đủ thứ à. Dạ, là họ khen có, họ chê có, họ chửi mình cũng có ha. Dạ, họ chửi cũng có, họ nạt nộ đòi bắt cũng có. Họ nạt nộ đòi bắt cũng có. Nói chung là ở trên đời này thì cái nào cũng có, con cũng gặp qua cả. Nhưng mà mình, cho dù họ không nói gì, nhưng mà mình vẫn mỉm cười, mình vẫn mong cho họ sống được hạnh phúc, vui vẻ. Dạ thưa sư, trên cái chuyến du tăng lần này thì sư cũng có đi khất thực. Vậy thì trên đường đi khất thực thì sư có nhận tiền hay không sư? Cũng như là mỗi buổi tối thì sư phải ngủ ở đâu? Cũng như là cái giờ giấc sinh hoạt, tắm, rồi cái giờ giấc để sư thiền như thế nào? Sư có thể chia sẻ lại cho con cũng như quý vị khán giả được biết thêm về thông tin ạ. Con nước lọc thì dùng được. Rồi người ta cho tiền mình có lấy không thầy ha? Không, con không có nhận tiền. Dạ.
con mình không có đi xe, đi bộ được đến đâu hay tới đó. Xin được chỗ nào thì con nghỉ tới đó rồi mai con đi tiếp. Nói chung từng ngày thôi là đủ với con rồi. Đến cái chỗ nào thì họ có thể là cho mượn cái tấm cắt tông chẳng hạn, hay là cái gì trải sơ sơ rồi nghỉ qua đêm. Con thì vẫn còn nhiều thứ con để học tập lắm, con học chưa xong được, con còn chưa học hành được tới đâu cả, còn nhiều lắm. Đầy rẫy ở phía đấy, con phải tranh thủ học nhanh mới được.